Xin chào anh em đã quay trở lại Thinh View. Trước Tết là mình cũng đã chia sẻ anh em là ba lô của anh em Thinh View là có những cái món đồ gì rồi. Thì xong ra Tết đầu xuân năm mới, nhiều anh em lại hỏi mình là có cái phụ kiện gì mới không, có deal công nghệ nào ngon không, rồi lại mua phụ kiện công nghệ mà được khuyến mãi giá rẻ các thứ ở trên các trang thương mại điện tử có vấn đề gì không. Thì hôm nay nhân tiện là vừa ra Tết được một người anh tặng cho mình cái combo phụ kiện công nghệ cũng khá là ngon. Cái này là của cái gian hàng Urban City ở trên trang Lazada. Thì thông tin chi tiết là mình sẽ để phần mô tả video, anh em có thể hay thật. Vừa đầu video quảng cáo loạn hết cả lên rồi. Thì cái vấn đề là người ta đã có lòng tặng cho mình thì mình chỉ là chia sẻ lại với anh em thôi. Mà nói thật là anh em mà ủng hộ video này cuối có khi là cả video này là tôi tặng luôn cả cái bộ combo này cho anh em luôn. GA chả có vấn đề gì. Mà nói chung là anh thích mượn video để quảng cáo đấy thì sao nào. Mà thôi thích quảng cáo đấy chày thì sao. Chày cối nè. Cãi cùn. Ơi mà nhìn bộ này trông cũng hay đấy nhỉ. Thôi anh em xem tiếp để xem nó có gì nhá. Đứng ngoài hóng. Hưng khúc đấm đau vãi anh em ạ. Thì chia sẻ luôn với anh em ba cái món phụ kiện mới mình. Nó là một cái viên pin dự phòng của Aoki 10.000 mAh. Con này đang sale từ 59 xuống còn 390.000. Và một cái loa di động cũng của Aoki luôn, đang có giá là 790, sale xuống còn 529.000, cũng ngon. Và cuối cùng một cái tai nghe True Wireless không dây đến từ thương hiệu Soul, có nghĩa là linh hồn ấy. Thì cái tai nghe này đang được sale khá ngon, từ 1.900.000 xuống chỉ còn 1.290.000. Thì để xem cộng là 1, 2, 9, 10, 5, 9, 5, 3 loanh quanh tầm 2 triệu đồng gì đấy. Và chưa kể là còn có một cái mã khuyến mãi nữa, anh em áp vào lại được giảm thêm 15% cơ. Nói chung là mình sẽ để hết ở phần mô tả video nhé. Và trước khi chia sẻ anh em chi tiết hơn về mấy cái món phụ kiện mới này, thì mình cũng nói với anh em một chút kinh nghiệm kiểu là mua hàng trên Lazada chẳng hạn. Thì như mình mua hàng Lazada thì anh em đầu tiên đó là nên check cái shop bán hàng đấy, nó xem nó có uy tín không. Ba tiêu chí đó là đánh giá tích cực này, giao hàng đúng hạn và cái tỷ lệ phản hồi. Thì cái phần trăm đấy, đánh giá đấy nó càng cao thì tất nhiên là shop càng uy tín rồi. Và những cái tiêu chí đấy thì nó cũng sẽ phần nào phản ánh chính xác cái độ uy tín của cái shop đấy. Một cái nữa, ví dụ như khi anh em gặp một sản phẩm đơn giản như là cái quả pin dự phòng 10.000 mAh này chẳng hạn, thì anh em thấy nó đang được sale từ 59 xuống còn 309, anh có thể search tên mã này lên Google, xong đấy sẽ check giá ở những cái chỗ khác, có thể là những cửa hàng đại lý bán lẻ khác hoặc là những cái trang thương mại điện tử khác cũng được chẳng hạn, để xem cái giá của nó có chính xác không. Vì rất nhiều shop ngày xưa mình biết là kiểu đội giá lên rất cao xong kiểu sale xuống cho nó khủng ấy. Còn ví dụ như ba sản phẩm đây thì mình cũng đã Google rồi, anh em cũng có thể tìm kiếm luôn. Đó là cái giá ở cái gian hàng Urban City này là sau khi sale là gần như đang là rẻ nhất thị trường rồi. Và đầu tiên sẽ là hai cái món phụ kiện đến từ thương hiệu Aoki. Thì như anh em biết là Aoki là một cái hãng chuyên các phụ kiện công nghệ đến từ Đức, và chất lượng của nó cũng khá là ngon, chuyên kiểu cáp sạc, pin dự phòng, loa di động, bla bla các thứ, khá là ổn. Với việc sử dụng các thiết bị di động liên tục thì khi anh em ra ngoài thì pin dự phòng sẽ là một cái vật không thể thiếu, đúng không nào. Và ở đây thì mình có đó là cái pin dự phòng của Aoki, có cái mã là PBN42. Nó có dung lượng là 10.000 mAh và nó có một thiết kế kiểu rất là nhỏ gọn luôn, nằm gọn trong lòng bàn tay và nó cũng khá là nhẹ nữa, nên kiểu mang đi nó cũng rất là thuận tiện và tiện lợi. Chúng ta sẽ có hai cổng sạc USB 1A và 2A cùng với cái công nghệ độc quyền là iPower của Aoki. Nó giúp cho nhận diện thiết bị và điều chỉnh dòng sạc để nó đảm bảo an toàn cho các thiết bị sạc của mình. Mình đã test thử với em Note 9 thì cái tốc độ sạc qua cái viên pin dự phòng này với cái việc sạc trực tiếp qua củ sạc quick charge của nó thì nó cũng không chênh quá là nhiều. Đó là khi sạc bằng củ sạc kia thì mình sẽ mất khoảng tầm 57 phút để từ 0 lên đến 50%. Còn khi sạc bằng viên pin này nó sẽ mất khoảng tầm hơn 70 phút để sạc từ 0 đến 50%, thì nó cũng khá là ngon mà, đúng không? Và một điểm đáng giá với viên pin dự phòng này đó là nó có chính sách bảo hành đổi một đổi một trong vòng 2 năm cơ. Nên với cái mức giá bây giờ sau khi khuyến mãi giờ khoảng tầm chỉ hơn 300.000 gần 400.000 thì đây là một sự lựa chọn khá là ngon nghẻ luôn. Và cũng nhỏ gọn như viên pin kia thì đây là quả loa di động Aoki SKM31, nó cũng nằm gọn trong lòng bàn tay mình luôn. Và mình cũng khá là bất ngờ với cái độ hoàn thiện của cái chiếc loa này trong cái tầm giá chỉ hơn 500.000. Vỏ loa được làm bằng kim loại với 3 phím play tăng giảm âm lượng bằng cao su nảy cao ở giữa. Các đường cắt vát kim loại khá là mượt và ngon. Và một vấn đề anh em rất quan tâm khi sử dụng loa di động đó chính là thời lượng pin, đúng không nào?
Thì cái con SK131 này nó sử dụng cái lõi pin công nghệ mới gì đấy của Aoki, thì nó có cho một thời lượng pin rất là ngon. Mình đã test thử nó rơi khoảng tầm gần 10 tiếng cơ. Có thể sáng 8 giờ đến văn phòng, xong bắt đầu kết nối với máy tính và mở nhạc cho nó hát hò tầm mức 60% âm lượng, thì đến tận gần 5 giờ chiều thì bắt đầu nó mới báo pin yếu cơ. Nên kiểu anh em nếu đi chơi ở ngoài thì cái con quả loa này là đáp ứng thoải mái luôn. Và nói đến chất lượng âm thì cũng không có gì quá nổi bật. SK131 được cái là nó nhỏ nhưng mà to mồm, và đặc biệt là to mồm nhưng lại không vỡ giọng. Và nó cũng thể hiện tốt ở những cái bài nhạc mà ít tiết tấu và ít nhạc cụ, thì lúc đấy nó tái hiện âm khá là chi tiết luôn. Nhưng mà mình nghĩ là với cái mức giá như này thì anh em cũng không nên đòi hỏi quá nhiều, đúng không? Ngoài ra có một điểm cộng cho chiếc loa này, đó chính là độ đa dạng về đầu vào. Chúng ta sẽ có jack cắm 3.5, thẻ micro SD và kết nối Bluetooth 4.2. Thì với cái kết nối Bluetooth này nó sẽ tự động ghi nhớ thiết bị, và lần sau khi bật lên nó sẽ tự động kết nối luôn. Nếu có nhiều thiết bị thì nó sẽ kết nối với cái thiết bị đã làm việc ở phiên trước. Và có thêm một điểm khá thú vị nữa, đó là chiếc loa này có thể kết nối FM. Thì những anh em 9X chắc vẫn còn nhớ một thời nghe nhạc trên Sony FM đúng không? Khá là hay. Chỉ có một điểm trừ ở đây, đó là cái mẫu loa này thì nó lại không có chống nước, nên anh em có mang đi chơi thì cũng nên chú ý nhé. Và cái món phụ kiện cuối cùng chính là cái tai nghe True Wireless đến từ hãng Shure mà mình đang có ở đây. Thì nó khá là ngon nghẻ bởi vì nó đang được sale từ 1.9 triệu xuống chỉ còn 1.290 cơ. Và đưa nó xuống cái tầm giá đấy thì thực sự đây sẽ là một cái sự lựa chọn quá là ngon cho anh em luôn. Thì mình sẽ chia sẻ ngắn với anh em những cái điểm đáng mua của cái tai nghe này sau khi sale rồi nhé. Điểm đầu tiên đó chính là về thiết kế. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái mẫu tai nghe True Wireless mà gọi là nhỏ gọn và nhẹ cân nhất trong tầm giá luôn. Nó chỉ là 4g cho một cái tai nghe này, hai cái là 8g. Và nó có thể nằm gọn luôn trong vành tai của anh em, và kiểu đeo lâu thì cũng không có cảm giác nặng nề. Và mẫu tai nghe này sẽ hợp với những anh em trẻ trung năng động, hoặc là những chị em thích màu mè kiểu như Hưng Khúc, bởi vì nó có đến 4 màu để lựa chọn cơ. Chỉ có một điểm hơi đáng tiếc, đó là độ hoàn thiện của cái hộp tai nghe thì nó chưa được ngon cho lắm, kiểu vẫn hơi lệch cạch này. Nhưng mà bù lại thì nó lại có cái sạc nam châm ở đây rất là mạnh luôn, hút rất mạnh, hơn cả trên con Gear Iconic đợt trước của mình review cho anh em cơ. Điểm thứ hai đó chính là về công nghệ cũng như là chất lượng âm. Thì ở đây chúng ta sẽ có kết nối Bluetooth 5.0, so với nhiều đối thủ khác trong tầm giá thì nó chỉ là kết nối Bluetooth 4.2. Thì cái này nó ổn định hơn và cái khoảng cách nó cũng xa hơn nữa. Mình test được khoảng tầm gần 30m cơ. Và khi kết nối thì anh em chỉ cần nhấc ra khỏi hộp đựng phát là nó sẽ tự động kết nối với thiết bị luôn. Và chiếc tai nghe này thì nó cũng có thao tác điều khiển dễ dàng thôi, kiểu một bấm để dừng, rồi hai bấm để next bài, rồi bấm để nhận cuộc gọi các thứ. Nhưng mà khi đeo trên tai thì bấm nó sẽ cảm giác hơi cứng, hơi đau một chút, nên thực ra mình cũng sẽ ít khi sử dụng, kiểu chỉ đeo lên chạy thể dục nghe nhạc thôi, cứ thế nghe. Và về chất lượng âm thì cái mẫu tai nghe này nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu nghe nhạc phổ thông bình thường của anh em mình. Âm khá là ngọt và nịnh tai, với cái âm bass thì cũng rất là mạnh mẽ. Những giải âm còn lại thì nó cũng tái tạo khá là chi tiết. Tuy nhiên là khi anh em nghe sang những cái bản nhạc EDM thì sẽ có cảm giác nó hơi đuối một chút. Và ngoài ra mẫu tai nghe này cũng được trang bị cái tiêu chuẩn chống nước IPX4, nên kiểu những anh em mà chẳng may thất tình thì có thể nghe đi nghe nhạc dưới mưa thoải mái. Càng xa lánh, càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lá. Đành phải buông hết tất cả thôi. Tu cười mím sâu bờ môi, ấm áp dịu dàng với ai. Mình có người yêu rồi thì chẳng quan tâm lắm. Và thời lượng pin cũng khá là ngon luôn. Mẫu tai nghe này có thể nghe nhạc liên tục được khoảng tầm 4 tiếng với cái mức âm lượng mình để là 30%, khá là ổn. Và kết hợp với cái hộp đựng này nữa thì kiểu một ngày làm việc của anh em là cũng sử dụng ok, tối về mới phải sạc thôi. Và với mức giá chỉ loanh quanh hơn 1 triệu thì đây sẽ là một sự lựa chọn ngon cho những anh em nào đang tìm một cái mẫu tai nghe True Wireless để nghe nhạc nhu cầu thông thường phổ thông thôi, không quá yêu cầu gắt gao thì rất là ổn. Ok, mình vừa mới chia sẻ với anh em về 3 món phụ kiện mình vừa được tặng xong. Thì anh em nhé, đừng bao giờ coi thường những món phụ kiện giá rẻ ở trên các trang thương mại điện tử nhé. Nhưng mà thực ra những cái món này thì nó cũng không phải là rẻ, nhưng mà nhờ đúng đợt khuyến mãi lại áp thêm code nữa. Trên cái gian hàng Urban City anh em chỉ cần thêm cái code đại hội thương hiệu lại được giảm thêm 15% nữa. Đấy, đúng không? Kiểu anh em chịu khó ngồi săn tìm, và mình cũng sẽ cố gắng để tìm các deal ngon chia sẻ với anh em. Thì có thể có những cái món công nghệ rất là hời luôn. Thông tin chi tiết thì mình sẽ để ở phần mô tả video. Còn anh em cảm thấy thế nào, cùng comment thảo luận dưới video nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Suýt quên mất, thì hôm nay chia sẻ anh em là một ngày rất là bình thường luôn, nên mình sẽ quyết định là GA hết cho anh em cả 3 món này. Thì rất đơn giản thôi, anh em chỉ cần share video này lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai, xong để kèm với hashtag mình sẽ để đây, tí thằng edit nó thêm vào. Thì xong đấy, xong quay lại copy cái đường link mà anh em đã share đấy, paste vào phần comment.
không cần số đâu, cứ paste vào thôi. Xong mình sẽ quay random theo thứ tự từ trên xuống dưới, tặng 3 món này cho 3 anh em may mắn nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Lại quên một lần nữa, đừng quên like cũng như subscribe kênh và bấm chuông để theo dõi video tiếp theo của Thinh View nhé.